Các tin tức quốc tế. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS hôm nay khai mạc tại thủ đô Johannesburg của Nam Phi với chủ đề BRICS và châu Phi, quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh, phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm. Hội nghị dự kiến sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng, đặc biệt là hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác Nam bán cầu, giúp khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh của BRICS và định vị vai trò của nhóm trong thế giới nhiều biến động. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 15 nhóm BRICS tập hợp các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi diễn ra trong bối cảnh các quốc gia thành viên đang nỗ lực hướng tới trật tự thế giới đa cực, mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị và tăng tỷ trọng trong GDP toàn cầu. Ngoài các vấn đề địa chính trị, an ninh sẽ được thảo luận trong phiên họp kín diễn ra vào ngày 23 tháng 8. Các nhà lãnh đạo cũng dự kiến thảo luận về việc cải thiện hợp tác kinh tế giữa các nước, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư trong các lĩnh vực từ năng lượng, phát triển cơ sở hạ tầng đến nền kinh tế kỹ thuật số và thị trường việc làm. Bên cạnh đó, nội dung quan trọng là việc tăng cường huy động vốn và cho vay bằng đồng nội tệ trong Ngân hàng Phát triển mới NDB hay còn gọi là Ngân hàng BRICS. Việc mở rộng khối cũng là ưu tiên trong chương trình nghị sự. Theo giới chức Nam Phi, hiện có 40 quốc gia đã bày tỏ mong muốn gia nhập BRICS, trong đó 23 quốc gia đã chính thức đệ đơn xin gia nhập khối, trong đó có các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran và Indonesia. Hôm nay, Quốc hội Campuchia sẽ bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch, lãnh đạo các ủy ban chuyên trách của Quốc hội khóa 7. Quốc hội Campuchia dự kiến sẽ bầu bà Khun Sodari, Phó Chủ tịch thứ hai của Quốc hội khóa 6 làm Chủ tịch, ông Chem Yiap, Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội khóa 6 tiếp tục làm Phó Chủ tịch thứ nhất và ông Phong Sôn, Bộ trưởng Bộ Xã hội, Cựu chiến binh và Phục hồi thanh niên làm Phó Chủ tịch thứ hai. Quốc hội Campuchia cũng sẽ cho ý kiến tín nhiệm thông qua danh sách 44 thành viên trong nội các chính phủ nhiệm kỳ 2023-2028 do tiến sĩ Hun Manet làm Thủ tướng với 10 Phó Thủ tướng, trong đó 8 Phó Thủ tướng kiêm nhiệm chức Bộ trưởng, cùng với 11 bộ trưởng cao cấp phụ trách công tác đặc biệt và 22 bộ trưởng khác đứng đầu các bộ và các cơ quan ngang bộ. Tân Thủ tướng và các thành viên nội các của chính phủ Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ trước Quốc vương Norodom Sihamoni tại Cung điện Hoàng gia trước khi chính thức đi vào hoạt động. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin sáng sớm nay tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã vô hiệu hóa 2 máy bay không người lái UAV của Ukraine ở khu vực gần thủ đô nước Nga. Trong đó, một UAV bị bắn hạ trên bầu trời thành phố Krasnogorsk, cách Moscow khoảng 20 km, chiếc còn lại bị bắn rơi trên bầu trời làng Chassi. Vụ việc khiến các chuyến bay đi và đến 3 sân bay chính của Moscow bị đình chỉ, nhưng sau đó đã được khôi phục. Hiện Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Hy Lạp, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Hy Lạp sẽ đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16. Trước đó, Đan Mạch và Hà Lan đã thông báo sẽ cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Volodymyr Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về chương trình đào tạo. Các quan chức từ Liên minh gồm 11 quốc gia cho biết việc huấn luyện F-16 sẽ diễn ra ở Đan Mạch và Rumania. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng thống Ukraine, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cũng đã mời ông Zelensky tham dự hội nghị thượng đỉnh Ban Căng. Sự kiện sẽ có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Chiều qua, theo giờ địa phương, Pháp đã ban bố báo động đỏ, mức cảnh báo nghiêm trọng nhất đối với 4 tỉnh phía Nam trong bối cảnh một số khu vực ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục. Biện pháp này cho phép chính quyền địa phương hủy các sự kiện và đóng cửa các cơ sở công cộng trong trường hợp cần thiết. Đây là lần đầu tiên trong năm nay và lần thứ 6 từ trước tới nay, cơ quan khí tượng Pháp kích hoạt mức cảnh báo này nhằm bảo vệ người dân trước thời tiết khắc nghiệt. Trước đó, cũng trong ngày hôm qua, mức cảnh báo màu da cam đã được ban bố trên một nửa lãnh thổ của nước Pháp với nền nhiệt duy trì ở mức độ từ 35 đến 38 độ C tại hầu hết các khu vực bị ảnh hưởng.